Vô tướng không thể được, vô tướng thuận tiện. Vô tác không thể được, vô tác thuận tiện. Chắc chắn hiểu rõ thọ tưởng hành thức không? Không, không thể được, không thuận tiện cho tác. Không thể được, vô tác thuận tiện. Cho đến chắc chắn hiểu rõ trí nhất thiết trùng không? Không, không thể được, không thuận tiện. Cho đến vô tác không thể được, vô tác thuận tiện. Vì sao? Vì các pháp tự tánh không thể có được, không có việc có thể được thuận tiện, thời ai chịu não hại. Lại nữa, kiểu thi ca, đối với thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, hoặc người hay chẳng phải người, đều không thể tìm được chỗ thuận tiện. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khéo tu, từ tâm, bi hỷ xả tâm đối với hết thảy chúng sinh, là vì không có sở đắc. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chọn không bị hoại tử. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy tu thí ba la mật, tâm bình đẳng cung cấp đối với hết thảy chúng sinh. Lại nữa, kiều thi ca, ba ngàn đại thiên thế giới, trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm, trời quang âm, trời biến tịnh, trời quảng quả. Trong các trời ấy, có người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa nghe bát nhã ba la mật này, chưa thọ trì thân cận. Các thiên tử ấy này nên nghe thọ trì thân cận đọc tụng, nghĩ nhớ đúng không giỏi tâm tát bản nhã. Lại nữa, kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe bát nhã ba la mật này thọ trì thân cận đọc tụng, nhớ nghĩ đúng không giỏi tâm tát bản nhã, thời các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hoặc ở nhà trống, hoặc ở giữa đồng vắng, hoặc ở chỗ có người chọn không sợ hãi. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hiểu rõ nội không, vì không có sở đắc, hiểu rõ ngoại không, cho đến vô pháp hữu pháp không, vì không có sở đắc. Luận hỏi, trong đầy Phật quán xem bốn bộ chúng xong, cớ sao bảo Thích Đại Hoàn Nhân? Đáp, trong các phẩm khác phần nhiều nói về thể bát nhã ba la mật, nay muốn nói rộng về công đức bát nhã, nên bảo Thích Đại Hoàn Nhân, ví như trước đem báu hữu tốt chỉ cho người, sau mới ca ngợi công năng của nó. Lại nữa, xem khắp là muốn khiến chúng sinh trong hội đều biết Phật đoái nghĩ tới mình, thời không tự khinh, không tự khinh, nên khâm nhận nghe pháp. Vì vậy nên xem khắp, ví như vua đoái nhìn kẻ dưới, thời kẻ dưới hân hoan tự mừng, vì nói đến công đức nên lấy cư sĩ làm chứng. Trong hạng cư sĩ, Thích Đại Hoàn Nhân là lớn, còn nói bát nhã thì lấy người xuất gia làm chứng, trong hàng xuất gia Xá Lợi Phất Tu Bồ Đề là lớn. Hỏi, trước nói Thích là danh tự, Thích Đại Hoàn Nhân là thiên chủ, sau nay Phật không gọi Thích mà lại gọi là Kiều Thi Ca? Đáp, xưa trong nước Ma Già Đà có Bà La Môn tên Ma Già, họ Kiều Thi Ca, có phước đức trí tuệ lớn cùng với 33 người bạn trí thức cùng tu phước đức. Khi mạng chung đều sinh lên tầng trời thứ hai ở chóp núi Tu Di, Bà La Môn Ma Già làm thiên chủ, 32 người bạn kia làm phụ thần. Vì 33 người ấy nên gọi là trời 33, vì nói theo họ xưa nên gọi là Kiều Thi Ca, hoặc gọi là thiên chủ, hoặc gọi là thiên nhãn, vân vân. Đối với người lớn nên xưng họ của người ấy. Trong đây nói bát nhã ba la mật chỉ cho ngữ ngôn văn tự biên chép thành quyển kinh, tuyên truyền chỉ bày thuật tướng trí tuệ của mười phương chư Phật đã dạy. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật không có các tướng có quan sát ngôn ngữ, mà nhân ngôn ngữ quyển kinh mới nhận được bát nhã ba la mật ấy. Vì vậy nên lấy danh tự quyển kinh gọi là bát nhã ba la mật. Trong đây chỉ lược nói ý Phật, nếu có thể nghe thọ trì bát nhã vân vân sẽ được các công đức, sau đó sẽ nói rộng. Vì muốn độ chúng sinh được Phật đạo nên cúng dường thọ học bát nhã ba la mật, người ấy ma hoặc ma trời không thể tìm được chỗ thuận tiện để phá. Hỏi, thế nào là ma, cớ gì não hại Bồ Tát, làm sao được thuận tiện? Đáp, ma tên Chúa Trời Tự Tại, tuy nhờ có phước đức được sinh làm trời, nhưng ôm chặt tà kiến cho rằng chúng sinh ở cõi dục là nhân dân của mình, dẫu có sống chết xoay vần vẫn không lìa khỏi cảnh giới của ta, nếu còn tiếp sinh lên cõi sắc, cõi vô sắc cũng trở lại thuộc vào ta, hoặc có được năm thần thông ngoại đạo cũng chưa ra khỏi cảnh giới của ta, nên ta đều không vì đó làm lo.
Còn nếu Phật Bồ Tát ra đời hóa độ dân ta, nhổ gốc sinh tử, được vào vô dư niết bàn vĩnh viễn không trở lại, làm cho trống rỗng cảnh giới của ta, vì thế nên khỏi tâm hận thù đố kỵ. Lại thấy người cõi dục đều đến quy y Phật, không đến quy mình, mất sự cúng dường, nên sinh tâm tật đố. Vì vậy, cho Phật Bồ Tát là oan gia, vị Bồ Tát ấy vào pháp vị, được pháp tánh sinh thân, mà tùy khởi tâm ác, cũng không thể làm bại hoại được. Nếu chưa được địa vị bất thối, thời ma dùng đủ cách phá hoại. Nếu Bồ Tát nhất tâm, không tiếc thân mạng, có phương tiện cầu Phật đạo, thời mười phương chư Phật, Bồ Tát đều chung hộ trì. Do nhân duyên ấy nên được thành Phật đạo. Nếu làm Bồ Tát mà biếng nhác, tham đắm cái vui thế tục, không chuyên tâm siêng cầu Phật đạo, ấy là tự dối. Cũng dối mười phương chư Phật Bồ Tát. Vì sao? Vì tự nói, ta vì chúng sinh mong cầu Phật đạo mà làm tạp hạnh, hoại pháp Bồ Tát, vì tội ấy mà chư Phật Bồ Tát không thủ hộ, nên mà tìm được chỗ thuận tiện để phá. Vì cớ sao? Vì tất cả thánh nhân đã vào thánh vị, chỉ nhất tâm hành đạo, vui sâu niết bàn. Còn ma vào tà vị, tham đắm tà đạo, tà tránh trái nhau, cho nên ma ganh ghét chánh hạnh, quần tự cao, gọi Phật bằng tiếng Sa Môn Cổ Đàm. Phật gọi nó thật tệ, thật là tệ ma, vì trái ngược nhau nên gọi là oan gia. Như kinh nói, ma có bốn thứ: một, phiền não ma; hai, ngũ ấm ma; ba, tử ma; bốn, tự tại thiên tử ma. Trong đây vì lực bát nhã nên bốn ma không tìm được chỗ thuận tiện, được thật tướng các pháp phiền não dứt, tức hoại phiền não ma, thiên ma cũng không thể tìm được chỗ thuận tiện vào vô dư niết bàn thể hoại ngũ ấm ma và tử ma. Sao gọi là được thuận tiện? Ma và ma dân đến cùng bố Bồ Tát, như trong kinh nói, ma hiện làm thân rồng đủ hình tượng kỳ dị đáng sợ, đem đến khủng bố người tu, hoặc hiện năm thứ dục lạc thượng diệu phá hoại rối loạn Bồ Tát, hoặc truyền tâm người thế gian khiến cúng dường lớn, hễ hành giả tham đắm cúng dường thời mất đạo đức, hoặc truyền tâm người khiến khinh khi não hại Bồ Tát, hoặc mắng hoặc đánh hoặc làm bị thương, hoặc hại người tu phải gặp khổ, hoặc sinh xuân huế ưu sầu, vân vân. Như vậy mà tùy theo ý hướng của người đối diện mà phá hoại, ấy gọi là được thuận tiện, như đã nói rộng trong phẩm ma. Hỏi, ma lực rất lớn, Bồ Tát mang thân xác thịt, đạo lực còn kém, làm sao nó không tìm được chỗ thuận tiện? Đáp, như trên nói, nhờ được chư Phật Bồ Tát thủ hộ. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, người ấy khéo tu các pháp không, cũng không chấp trước không. Người không chấp trước không thì làm sao tìm được chỗ thuận tiện để phá? Thí như bàn tay không bị thương, thoại không bị nhiễm độc, vô tướng vô tác cũng như vậy. Lại nữa, tất cả pháp được thật quán sát thì đều là tướng không, vô tướng vô tác, đều là tướng không, vô tướng vô tác, thoại không thể có được thuận tiện, cũng không có người chịu sự thuận tiện ấy. Thế nên không, không thể được thuận tiện đối với không, vô tướng không thể được thuận tiện đối với vô tướng, vô tác không thể được thuận tiện đối với vô tác. Vì chỉ một tướng, như lửa không thể diệt lửa, gặp nước thời diệt vì khác tướng. Hỏi, Bồ Tát trú ở ba môn giải thoát là đã ở chỗ chịu sự thuận tiện, vì trái với tất cả pháp, không trái với hữu vô tướng, trái với hữu tướng, vô tác là trái với hữu tác. Đáp, trong kinh này, Phật tự nói ba môn giải thoát không có tự tánh. Lại, trước đây trong phẩm luận nghị có nói đối với không vô tướng vô tác không chấp trước. Vì vậy, tùy chú ở ba môn giải thoát mà ma và ma dần không thể được chỗ thuận tiện để phá. Hỏi, các nơi khác đều nói Bồ Tát Ma Tát, sao ở đây nói thiện nam tử, thiện nữ nhân? Đáp, trước kia nói trí tuệ thật tướng khó lãnh thọ, vì có thể lãnh thọ, thời đó là Bồ Tát Ma Tát. Này nói việc cúng dường, thọ trì, đọc tụng, vân vân, đã nói lẫn lộn, nên thu nhiếp được thiện nam tử, thiện nữ nhân. Lại nữa, trong kinh nói, người nữ có năm chướng ngại là không được làm trời đế thích, phạm vương, ma vương, chuyển luân thánh vương và Phật. Nghe có năm chướng ngại không được làm Phật, người nữ thối tâm không phát tâm được, hoặc có người nói Pháp không vì người nữ nói Phật đạo. Nên ở trong đây, Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, người nữ có thể làm Phật, nhưng khi đã chuyển được thân nữ.
Năm chướng ngại này là chỉ nói việc của một thân chứ không phải nói việc nhiều thân nhiều đời vẫn không được làm đế thích vân vân. Đây chỉ nói việc chướng ngại do tướng thân nữ chứ không phải nói chướng ngại do tâm tánh. Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, vậy đều có thể làm Phật rất bình đẳng. Nhưng về mặt thể xác, người nữ khác với người nam khi còn là thân nữ thì có năm chướng ngại. Khi chuyển thân nữ thành thân nam thì năm chướng ngại ấy không còn. Nghĩa thiện nam tử, thiện nữ nhân như trước đã nói rộng. Người không tìm được chỗ thuận tiện là người đây là hoặc giặc hoặc quan hoặc người thủ oán huấn não loạn Bồ Tát nên tìm dịp thuận tiện để phá. Hỏi, trước kia chỉ nói về lý không là nhân duyên ma không tìm được dịp thuận tiện, còn nay nói nhân duyên người không tìm được dịp thuận tiện lại chỉ nói về bốn tâm vô lượng. Đáp, có người nói, trước nói ma hoặc ma dân là oán hại lớn cho nên pháp đối trị cũng lớn nên nói không, còn nay người oán hại nhỏ nên pháp đối trị cũng nhỏ, chỉ nói bốn tâm vô lượng. Có người nói, bốn tâm vô lượng là pháp Bồ Tát thường tu để nhóm các công đức, sau mới lấy bát nhã ba la mật không tướng để khiến trừ tà kiến, không chấp trước chúng sinh, cũng không chấp trước pháp, hai pháp ấy trước sau không còn. Lại nữa, chân kia mà gây việc khủng bố rất nhiều, mà không hiện bổn hình, chỉ hiện sấm sét gió mưa hoặc gây đau bệnh. Vì vậy nên nói các pháp không để trừ. Này người đến dùng ác khẩu mắng nhiếc, đao gậy đánh chặt, nên dùng bốn tâm vô lượng để trừ. Không hoạnh tử là không tội mà chết, hoặc thọ mạng chưa hết và uống lầm thuốc nên chết, hoặc không thuận cách trị thuốc nên chết, hoặc không người nuôi bệnh nên chết, hoặc đói khát lạnh nóng phải chết yểu, gọi là hoạnh tử. Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây thường tu hành thí ba la mật đối với hết thảy chúng sinh, theo bệnh cho thuốc, tùy bệnh cần dùng cứu vớt kẻ cô đơn nghèo cùng, theo chỗ họ xin đều cấp cho đủ, bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, hảo tâm cúng dường, cũng tu hành bát nhã ba la mật. Do công đức ấy nên không bị hoại tử. Trong đây đã lược nói ba công đức ấy. Trong 3000 đại thiên thế giới có chưa phải phát tâm mà chưa nghe nói bát nhã ba la mật thì trước gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân, bảo nên nghe và thọ trì cho đến nghĩ nhớ đúng. Này nói nhân duyên trừ thiền có đại công đức, còn cúng dường huống gì người, tuy tất cả trời người nên nghe bát nhã, xong người có thể phát đạo tâm vô thượng, thì rất nên đem thâm tâm mà nghe, vì cớ sao? Vì bát nhã là gốc của Phật đạo. Hỏi, trừ thiền ấy phát tâm, cớ sao không nghe bát nhã? Đáp, có người nói, trời ấy, đời trước còn ở trong loài người đã phát tâm, nay được sinh cõi trời, bị năm dục che tâm nên không nghe. Lại nữa, trừ thiền tùy phát đạo tâm vô thượng, mà năm căn lanh lợi, năm dục thủ diệu, nên nhiễm đắm sâu, xem đông quên tây, không thể cầu bát nhã. Trừ thiền cõi sắc, tùy trước kia nghe pháp phát tâm, vì đắm trước thiền định sâu nên không thể cầu bát nhã. Thế nên nói người chẳng nghe, nên nghe vì và thọ trì. Lại nữa, trước nói ma và ma thiên không thể tìm được dịp thuận tiện là nhờ nhân duyên bên trong là không tam muội và bốn tâm vô lượng. Này lại nói không tìm được dịp thuận tiện là nhờ nhân duyên ngoài, đó là Phật bảo chư thiên. Các người cúng dường thọ trì bát nhã thì các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng cúng dường và thọ trì bát nhã. Vì đồng sự nên nếu ma đến phá thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, các người nên thủ hộ. Lại nữa, người thọ trì bát nhã hoặc ở nhà trống, hoặc ở đồng vắng, hoặc ở chỗ nhân gian, trong nhà trống có nhiều quỷ mị và đạo tặc, các điều ác dễ đến nên nói đầu. Trừ chỗ có người ở và nhà trống, ngoài ra núi, trầm, rừng cây đều là đồng vắng. Vì ít người qua lại nên có nhiều hổ lang, sư tử, giặc ác, quỷ mị. Còn chỗ có người ở vì bất tịnh, ma và quỷ thần ít đến, các tai nạn ít nên nói sau. Hành giả ở nơi ba chỗ ấy đều không sợ hãi, vì nhờ có hai nhân duyên, một là khéo tu 18 không, hai là oai đức của bát nhã ba la mật. Kinh, bấy giờ trong 3000 đại thiên thế giới, các trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, cho đến các trời thủ đà bà bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hay thọ trì bát nhã ba la mật, thân cận, đọc tụng, nghĩ nhớ đúng, không lìa tâm ta bà nhã, chúng con thường sẽ thủ hộ. Vì sao? Vì bạch Đức Thế Tôn,
Vì nhờ nhân duyên của Bồ Tát Ma Ha Tát nên dứt ba đường ác, dứt sự nghèo cùng trong cõi người, dứt các tai họa, bệnh tật, đói khát. Nhờ nhân duyên của Bồ Tát nên có 10 thiền đạo xuất thế gian, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng. Nhờ nhân duyên của Bồ Tát nên thế gian có người sinh ra trong dòng lớn sắt lợi, dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ, các vua và trưởng luân thánh vương, trời tứ thiên vương cho đến trời Akanicha. Nhờ nhân duyên của Bồ Tát nên có tu đà hoàn, quả tu đà hoàn cho đến A-la-hán, quả A-la-hán, bích chi Phật, đạo bích chi Phật. Nhờ nhân duyên của Bồ Tát nên có việc thành tựu chúng sinh tịnh quốc độ Phật, có chư Phật xuất hiện thế gian, có chuyển pháp luân, biết Phật bảo, pháp bảo, tỳ kheo tăng bảo. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ nhân duyên ấy tất cả thế gian chư thiên và người Atula nên thủ hộ Bồ Tát Maha Tát ấy. Phật bảo Thích Đại Hòa Nhân, như vậy, Kiều Thi Ca, nhờ nhân duyên của Bồ Tát Maha Tát nên ba đường ác dứt cho đến có tam bảo xuất hiện ở đời. Vì vậy nên chư thiên và người Atula thường nên thủ hộ cúng dường cung kính tôn trọng tán thán Bồ Tát ấy. Kiều Thi Ca, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán Bồ Tát ấy cũng là cúng dường ta. Vì vậy nên đối với các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, chư thiên và người Atula thường nên thủ hộ cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Kiều Thi Ca, nếu đối với trong 3000 đại thiên thế giới đầy thanh văn bích chi Phật thì như tre lau lúa mẻ rừng cây, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường cung kính tôn trọng tán thán vì Bồ Tát Ma Ha Tát mới phát tâm được công đức vì không rời sáu ba la mật. Vì sao? Vì không nhờ nhân duyên của thanh văn bích chi Phật mà có Bồ Tát Ma Ha Tát và chư Phật xuất hiện ở đời. Trái lại, nhờ nhân duyên có Bồ Tát Ma Ha Tát mà có thanh văn bích chi Phật và chư Phật xuất hiện ở đời. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, đối với vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, tất cả thế gian chư thiên và người Atula thường nên thủ hộ cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Luận: bấy giờ chư thiên bạch Phật, chúng con sẽ thủ hộ các Bồ Tát ấy vì cùng với chúng con đồng sự, cũng vì cầu Phật đạo nên có thể bỏ sự dục lạc của mình khiến cho tất cả chúng sinh được vui. Nhân có Bồ Tát mà dứt ba đường ác là Bồ Tát tuy trừ lìa dục mà có thể ngăn chúng sinh làm 10 điều bất thiện, dứt ba đường ác và sự nghèo cùng trong cõi trời người và các tai họa. Tu 10 điều thiện nên mở cửa ba đường lành, hoặc có Bồ Tát thấy tội lỗi năm dục nên lìa dục được 4 thiền, vì bổn nguyện nên phát khởi 4 tâm vô lượng, muốn xa lìa nhân duyên là thân khổ nên khởi 4 định vô sắc, vì Phật đạo nên tu 6 ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng. Pháp ấy tự mình tu cũng dạy người tu, lấy phước đức và đạo pháp giữa chúng sinh truyền truyền dạy nhau nên thường ở thế gian. Đây sẽ nói quả báo của các pháp lành đó là được sinh vào dòng lớn giáp lợi cho đến có tam bảo xuất hiện ở đời như đã nói ở trước. Này Bồ Tát ấy kết nghiệp sinh thân, đối với nhân duyên không có thế lực mà hay nói thiện pháp ấy khiến chúng sinh tu hành. Chúng ta làm sao mà không thủ hộ? Thí như thiên tử tuy nhỏ mà quần thần trăm quan đều kính phụng, Phật ấn khả lời chư thiên mà thuật lại hoàn thành rằng: nếu cúng dường Bồ Tát tức cúng dường Phật là Bát Nhã, là mẹ của Phật ba đời. Nếu vì Bát Nhã nên cúng dường Bồ Tát thời là cúng dường Phật, cúng dường nhị thừa chẳng bằng cúng dường Bồ Tát mới phát tâm. Hỏi: nhị thừa đã chứng thật tế là dụ phước của hết thảy chúng sinh, cớ sao chẳng bằng Bồ Tát mới phát tâm? Đáp: vì ba việc nên nhị thừa chẳng bằng. 1. Bồ Tát dùng tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng mà tu. 2. Bồ Tát thường không giải công đức sáu ba la mật. 3. Nhân nơi Bồ Tát ấy mà dứt ba đường ác, xuất sinh ba thừa. Nương người nhị thừa không thể dứt ba đường ác, xuất sinh ba thừa. Giải thích phẩm diệt chánh thứ 31. Kinh Maha Bát Nhã ghi phẩm hiện diệt chánh. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm nhiếp thọ thứ 29. Kinh: bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất kỳ lạ, hy hữu, các Bồ Tát Ma Ha Tát từ Bát Nhã Ba La Mật hoặc nghe thọ trì thân cận đọc tụng,
vì người khác nói, nhớ nghĩ đúng mà được công đức đại ngay như vậy, cũng thành tựu chúng sinh tịnh quốc độ Phật. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường chư Phật, độ cúng dường theo ý muốn liền có, theo Phật nghe Pháp cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không giữa chừng quên mất. Cũng được nhà thành tựu, mẹ thành tựu, sinh thành tựu, quyến thuộc thành tựu, tướng mạo thành tựu, ánh sáng thành tựu, mắt thành tựu, tai thành tựu, tam muội thành tựu, đà la ni thành tựu. Vị Bồ Tát ấy dùng sức phương tiện biến thân như Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật, đến nơi nào không có Phật, thầy tán thán thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, tán thán bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, tán thán bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, dùng sức phương tiện thuyết pháp, lấy pháp ba thừa, độ thoát chúng sinh, đó là Thanh Văn, Bích Chi Phật và Phật Thừa. Bạch Đức Thế Tôn khoái thay hy hữu, thọ chỉ bát nhã ba la mật là đã nhiếp hết năm ba la mật và 18 pháp không chung, cũng thù nhiếp quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích Chi Phật, Phật đạo nhất thiết trí, trí nhất thiết chủng. Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân, như vậy, kiểu thi ca, thọ trì bát nhã ba la mật ấy là đã nhiếp hết năm ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng. Lại nữa, kiểu thi ca, đối với bát nhã ba la mật ấy, thọ trì thân cật đọc tụng, vì người khác nói, nhớ kỹ đúng thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được công đức đời nay, ông hãy nhất tâm lắng nghe. Thích Đại Hoàn Nhân thưa, dạ thưa, Bạch Đức Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân, kiều thi ca hoặc có người ngoại đạo phạm trí, hoặc ma dân, hoặc người tăng thượng mạng muốn làm sai trái, phá hại tâm bát nhã ba la mật của Bồ Tát. Các người ấy vừa sinh tâm đó, tức thời diệt mất không thể tọa nguyện. Vì sao? Kiều thi ca, vì Bồ Tát ấy suốt đời tu thí ba la mật, tu giới, nhẫn, tấn, thiền, bát nhã ba la mật. Vì chúng sinh đêm dài tham lam, giành giật, nên Bồ Tát bỏ hết vật trong ngoài, an lập chúng sinh nơi thí ba la mật. Vì chúng sinh đêm dài phá giới, nên Bồ Tát bỏ hết pháp trong ngoài, an lập chúng sinh nơi giới. Vì chúng sinh đêm dài đấu tranh, nên Bồ Tát bỏ hết pháp trong ngoài, an lập chúng sinh nơi nhẫn nhục. Vì chúng sinh đêm dài biếng nhác, nên Bồ Tát bỏ hết pháp trong ngoài, an lập chúng sinh nơi tinh tấn. Vì chúng sinh đêm dài loạn tâm, nên Bồ Tát bỏ hết vật trong ngoài, an lập chúng sinh nơi thiền định. Vì chúng sinh đêm dài đời ngu si, nên Bồ Tát bỏ hết vật trong ngoài, an lập chúng sinh nên bát nhã ba la mật. Vì chúng sinh đêm dài bị ái kiết và lưu truyền sinh tử, Bồ Tát dùng sức phương tiện dứt ái kiết cho chúng sinh mà an lập họ nơi bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không vô tướng vô tác tam muội, an lập chúng sinh nơi quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, Phật đạo. Kiều Thi Ca, ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát tu bát nhã ba la mật được công đức đời nay, công đức đời sau là được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát chuyển pháp luân khi sở nguyện đã mãn và vô dư niết bàn. Kiều Thi Ca, ấy là công đức đời sau của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đối với bát nhã ba la mật hoặc nghe thọ trì thân cận đọc tụng, vì người khác nói nhớ nghĩ đúng thời nơi vị ấy ở, mà hoặc ma dân, hoặc ngoại đạo, phạm trí, quế tăng thượng mạng, muốn khinh chê vấn nạn, phá hoại bát nhã ba la mật, chọn không thành được. Tâm ác của người kia truyền diện mà công đức truyền tăng. Nhờ nghe bát nhã ba la mật, nên dần dần lấy đạo ba thừa dứt hết các khổ. Ví như có một vị thuốc tên là Ma Kỳ, có con rắn đói đi kiếm ăn, thấy con trùng muốn bắt ăn, trùng chạy đến chỗ thuốc. Vì sức hơi thuốc nên rắn không thể tiến đến được, liền bỏ đi. Vì sao? Vì sức thuốc mạnh hơn rắn độc. Kiểu thi ca, thuốc Ma Kỳ có sức như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đối với bát nhã ba la mật hoặc thọ trì thân cận đọc tụng, vì người khác nói nhớ nghĩ đúng, nếu có người ca sự đấu tranh nổi lên muốn đến phá hoại, vì oai lực của bát nhã ba la mật hễ nổi lên ở đâu liền diệt ở đó, người kia liền sinh thiện tâm tăng trưởng công đức. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật hay dệt các sự đấu tranh rối loạn, đó là những pháp gì? Đó là dâm nộ si, vô minh cho đến đại khổ tụ và các cái kiết sử triền, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp đoạn, chấp thường, chấp nhơ, chấp sạch,
chấp có, chấp không. Tất cả các chấp như vậy là san tham, phạm giới, sân nhuế, giải đãi, loạn ý, vô trí, tưởng thường, tưởng vui, tưởng tịnh, tưởng ngã, các ái hành như vậy. Hoặc chấp sắc, chấp thọ tưởng hành thức, chấp thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, chấp nội không, ngoại không, nội ngoại không cho đến vô pháp, hữu pháp không, chấp bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, chấp nhất thiết trí, trí nhất thiết chủng, chấp niết bàn, tất cả pháp đấu tranh rối loạn ấy đều tiêu diệt hết, không để cho tăng trưởng. Luận. Nghe là theo ở bên Phật hoặc Bồ Tát hoặc người thuyết pháp khác mà nghe nói bát nhã ba la mật là pháp tạng của mười phương ba đời chư Phật, nghe rồi dùng sức tin nên lãnh thọ, dùng sức ghi nhớ nên duy trì, được khí vị nên thường đến vương thọ, hỏi han lãnh thọ nên thần cận, thần cận rồi hoặc xem văn tự hoặc miệng thọ đọc, vì thường nhớ không quên nên tụng, tuyên truyền cho người chưa nghe nên gọi là vì người khác nói, kinh sách thánh nhân nói thẳng khó hiểu nên giải nghĩa, quán các Phật pháp không thể nghĩ bàn, vì có tâm đại bi đối với chúng sinh nên thuyết pháp, không lấy tà kiến hí luận cầu Phật pháp, mà như ý chỉ của Phật là không chấp trước nên nói pháp cũng không chấp trước, trừ bốn điên đảo các tà ức niệm nên trú trong bốn niệm xứ tránh ức niệm, chỉ vì được đạo không vì hí luận nên gọi là tránh ức niệm. Tránh ức niệm là cội gốc của tất cả thiện pháp, hành giả khi mới vào tu tập nên gọi là tránh ức niệm, thường tu được thiền định nên gọi là tu. Công đức đời này là như trước đã nói, nay Thích Đại Hoàn Nhân lại hỏi công đức đời này, đó là giáo hóa chúng sinh cho đến khiến chúng sinh được ba thừa. Trước nói bát nhã thu nhiếp ba thừa, nay giải thích nghĩa ấy, thế nên nói trong bát nhã ba la mật thu nhiếp năm ba la mật kia cho đến trí nhất thiết chủng. Phật ấn khả lời kia nói là muốn khiến người tin được công đức đời này, ông hãy nhất tâm lắng nghe, là trên kia lược nói công đức đời này. Này Phật muốn nói rộng việc ấy là việc khó tin trì nên nhất tâm lắng nghe. Lại nữa, nhân nhỏ quả lớn, khó tin nên nói hãy nhất tâm lắng nghe. Đế Thích tùy tín thọ, giọng người không biết nên nói thưa vâng bạch Thế Tôn. Bát nhã ba la mật ấy tuy không thể phá hoại, nhưng ngôn ngữ để tuyên bày thật tướng thì có thể phá. Vì ngôn ngữ phá người nên tín tâm chưa ổn định cũng có thể phá, vì thế nên nói. Hoặc ngoại đạo phạm trí đi đến muốn phá bát nhã ba la mật. Phạm trí là tất cả các ngoại đạo xuất gia, nếu người vâng dùng pháp của họ cũng gọi là phạm trí. Phạm trí yêu đắm pháp của họ, nghe nói pháp thật tướng không, không tin nên muốn phá. Ma hoặc ma dân như trước đã nói. Hỏi, trước đã nói ma và dân ma, ba loại người muốn phá hoại bát nhã, sau nay còn nói lại. Đáp, Phật trước kia nói ba loại người đến tìm dịp thuận tiện khủng bố, muốn làm cho sầu não. Loại giữa chừng đi đến không vì não hại người, mà chỉ muốn phá hoại bát nhã ba la mật, vì không theo ý nguyện nó nên không thể phá được. Ba loại người đến sau tuy muốn sinh tâm phá hoại, nhưng vừa sinh tâm liền diệt. Kinh, lại nữa kiểu thi ca trong 3.000 đại thiên thế giới, các trời tứ thiên vương, Thích Đại Hoàn Nhân, vua Phạm Thiên cho đến trời Akanicha, thường thủ hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, là người hay thọ trì, cúng dường, đọc tụng, vì người khác nói, nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật. Chư Phật hiện tại ở mười phương, cũng ủng hộ thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, là người hay nghe thọ trì, cúng dường, đọc tụng, vì người khác nói, nhớ nghĩ đúng bát nhã ba la mật. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, pháp bất thiện diệt. Pháp thiện chuyển tăng, đó là thí ba la mật chuyển tăng vì không có sở đắc, cho đến bát nhã ba la mật chuyển tăng vì không có sở đắc, nội không chuyển tăng cho đến vô pháp hữu pháp không chuyển tăng vì không có sở đắc, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung chuyển tăng vì không có sở đắc, các tam muội, các muôn đà la ni, nhất thiết trí, trí nhất thiết chủng chuyển tăng vì không có sở đắc. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nói ra mọi người đều tín thọ làm bạn thân kiên cố, không nói chuyện vô ích, không bị sân nhuế che lấp, không bị kiêu mạn san tham tật đố che lấp. Người ấy tự mình không sát sinh, dạy người không sát sinh, tán thán việc không sát sinh, cũng hoan hỉ tán thán người không sát sinh, tự mình xa lìa việc không cho mà lấy, cũng dạy người xa lìa việc không cho mà lấy,
tán thán xa lìa việc không cho mà lấy, cũng hoan hỉ tán thán người xa lìa việc không cho mà lấy. Tự mình không tả dâm, dạy người không tả dâm, tán thán việc không tả dâm, cũng hoan hỉ tán thán người không tả dâm. Tự mình không nói dối, dạy người không nói dối, tán thán việc không nói dối, cũng hoan hỉ tán thán người không nói dối. Nói hài lưỡi, nói hung dữ, nói không lợi ích cũng như vậy. Tự mình không tham, dạy người không tham, tán thán việc không tham, cũng hoan hỉ tán thán người không tham, không sần não, không tà kiến cũng như vậy. Tự mình tu thí ba la mật, dạy người tu thí ba la mật, tán thán việc tu thí ba la mật, cũng hoan hỉ tán thán người tu thí ba la mật. Tự mình tu giới ba la mật, dạy người tu giới ba la mật, tán thán việc tu giới ba la mật, cũng hoan hỉ tán thán người tu giới ba la mật. Tự mình tu nhẫn ba la mật, dạy người tu nhẫn ba la mật, tán thán việc tu nhẫn ba la mật, cũng hoan hỉ tán thán người tu nhẫn ba la mật. Tự mình tu tấn ba la mật, dạy người tu tấn ba la mật, tán thán việc tu tấn ba la mật, cũng hoan hỉ tán thán người tu tấn ba la mật. Tự mình tu thiền ba la mật, dạy người tu thiền ba la mật, tán thán việc tu thiền ba la mật, cũng hoan hỉ tán thán người tu thiền ba la mật. Tự mình tu bát nhã ba la mật, dạy người tu bát nhã ba la mật, tán thán việc tu bát nhã ba la mật, cũng hoan hỉ tán thán người tu bát nhã ba la mật. Tự mình tu nội không, dạy người tu nội không, tán thán nội không, cũng hoan hỉ tán thán người tu nội không, cho đến tự mình tu vô pháp hữu pháp không, dạy người tu vô pháp hữu pháp không, tán thán vô pháp hữu pháp không, cũng hoan hỉ tán thán người tu vô pháp hữu pháp không. Tự mình vào trong tất cả tam muội, dạy người vào trong tất cả tam muội, tán thán việc vào trong tất cả tam muội, cũng hoan hỉ tán thán người vào trong tất cả tam muội. Tự mình được Đà La Ni, dạy người được Đà La Ni, tán thán việc được Đà La Ni, cũng hoan hỉ tán thán người được Đà La Ni. Tự mình vào sơ thiền, dạy người vào sơ thiền, tán thán việc vào sơ thiền, cũng hoan hỉ tán thán người vào sơ thiền. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng vậy. Tự mình vào trong tử tâm, dạy người vào trong tử tâm, tán thán việc vào trong tử tâm, cũng hoan hỉ tán thán người vào trong tử tâm. Thì từ bi hỷ xả tâm cũng như vậy. Tự mình vào không vô biên xứ, dạy người vào không vô biên xứ, tán thán việc vào không vô biên xứ, cũng hoan hỉ tán thán người vào không vô biên xứ. Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ cũng như vậy. Tự mình tu bốn niệm xứ, dạy người tu bốn niệm xứ, tán thán việc tu bốn niệm xứ, cũng hoan hỉ tán thán việc tu bốn niệm xứ. Bốn chánh cẩn, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần cũng như vậy. Tự mình tu không vô tướng vô tác tam muội, dạy người tu không vô tướng vô tác tam muội, tán thán pháp không vô tướng vô tác tam muội, cũng hoan hỉ tán thán người tu vô tướng vô tác tam muội. Tự mình vào tám giải thoát, dạy người vào tám giải thoát, tán thán pháp vào tám giải thoát, cũng hoan hỉ tán thán người vào tám giải thoát. Tự mình vào định chín thứ lớp, dạy người vào định chín thứ lớp, tán thán pháp vào định chín thứ lớp, cũng hoan hỉ tán thán người vào định chín thứ lớp. Tự mình tu Phật 10 lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung cũng như vậy. Tự mình tu pháp không sai lầm, tự mình tu pháp thường xả, dạy người tu pháp không sai lầm, pháp thường xả, tán thán việc tu pháp không sai lầm, pháp thường xả, cũng hoan hỉ tán thán người tu pháp không sai lầm, pháp thường xả. Tự mình được trí nhất thiết chủng, dạy người được trí nhất thiết chủng, tán thán trí nhất thiết chủng, cũng hoan hỉ tán thán người được trí nhất thiết chủng. Vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy tu sáu ba la mật có công đức bố thí đều đem cho chúng sinh để cùng với mình hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì không có sở đắc, có công đức trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều đem cho chúng sinh để cùng với mình hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng vì không có sở đắc. Thiện nam tử, thiện nữ nhân khi tu sáu ba la mật như vậy nghĩ rằng: ta nếu không bố thí sẽ sinh vào nhà nghèo cùng, không thể thành tựu chúng sinh tịnh cõi nước Phật, cũng không thể được trí nhất thiết chủng. Ta nếu không trì giới sẽ sinh trong ba đường ác, còn không được thân người, huống gì thành tựu chúng sinh tịnh cõi nước Phật, được trí nhất thiết chủng.
ta nếu không tu nhẫn nhục, ta sẽ bị các căn bại hoại, sắc thân không đầy đủ, không được sắc thân Bồ Tát đầy đủ để chúng sinh trông thấy, chắc chắn đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không thể được đem sắc thân đầy đủ thành tựu chúng sinh, tịnh có như Phật, được trí nhất thiết chủng. Ta nếu giải đãi, không thể được đạo Bồ Tát, cũng không thể thành tựu chúng sinh, tịnh có như Phật, được trí nhất thiết chủng. Ta nếu loạn tâm, thời không thể sinh các thiền định, không thể dùng thiền định ấy thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, được trí nhất thiết chủng. Ta nếu vô trí, thời không thể được trí phương tiện, dùng trí phương tiện vượt qua thành văn bích chi Phật địa, thành tựu chúng sinh, tịnh cõi nước Phật, được trí nhất thiết chủng. Vị Bồ Tát lại suy nghĩ, ta không nên thuận theo san tham để không đầy đủ thí ba la mật, không nên thuận theo phạm giới để không đầy đủ giới ba la mật, không nên thuận theo sân nhuế để không đầy đủ nhẫn nhục ba la mật, không nên thuận theo giải đãi để không đầy đủ tấn ba la mật, không nên thuận theo loạn ý để không đầy đủ thiền ba la mật, không nên thuận theo si tâm để không đầy đủ bát nhã ba la mật. Nếu không đầy đủ thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, thời ta chọn không thể bước đến trí nhất thiết chủng. Như vậy thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, thân cận, đọc tụng, vì người khác nói, nhớ, nghĩ đúng bát nhã, ba la mật, cũng không xa lìa tâm tát bà nhã, nên được công đức đời nay và đời sau ấy. Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, tu bát nhã, ba la mật, vì để hồi hướng tát bà nhã, trí nhất thiết chủ, cũng vì không sinh tâm cào mạn. Phật bảo Thích Đề Hoàn Nhân, kiểu thi ca thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu bát nhã, ba la mật, vì để hồi hướng đến tâm tát bà nhã, cũng vì không sinh tâm cao mạn. Thích Đại Hoàn Nhân thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát nếu tu thí ba la mật thế gian, bố thí chư Phật, bích chi Phật, thành văn và các người bần cùng, người ăn xin, người đi đường, vị Bồ Tát ấy không lấy, vì không lấy trí vô sở đắc làm phương tiện nên sinh tâm cao mạn. Nếu tu giới ba la mật thế gian, nói rằng ta tu giới ba la mật, ta có thể đầy đủ giới ba la mật, vì không lấy trí vô sở đắc làm phương tiện nên sinh tâm cao mạn, nói rằng ta tu nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, ta hành bát nhã ba la mật, ta tu bát nhã ba la mật, vì bát nhã ba la mật thế gian ấy không lấy trí vô sở đắc làm phương tiện nên sinh tâm cao mạn. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi tu bốn niệm xứ thế gian, tự nghĩ rằng ta tu bốn niệm xứ, ta đầy đủ bốn niệm xứ, vì không lấy trí vô sở đắc làm phương tiện nên sinh tâm cào mạn. Ta tu bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần, tự nghĩ rằng ta tu không vô tướng vô tác tam muội, ta tu tất cả muôn tam muội, ta sẽ được tất cả muôn đà la ni. Ta tu Phật mười lực, bốn điều không sợ, 18 pháp không trung, ta sẽ thành tựu chúng sinh, ta sẽ tịnh cõi nước Phật, ta sẽ được trí nhất thiết chủng. Vì chấp trước tôi ta không thấy trí vô sở đắc làm phương tiện nên sinh tâm cảm mạn. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Tát tu pháp lành thế gian, chấp trước tôi ta như vậy nên sinh tâm cảm mạn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu bát nhã ba la mật xuất thế gian, không chấp có người thí người nhận vật bố thí, như vậy Bồ Tát Ma Tát ấy tu thí ba la mật xuất thế gian, vì để hồi hướng đến tát bà nhã nên cũng không sinh tâm cào mạn. Tu giới ba la mật, giới không thể có được, tu nhẫn ba la mật